nhắc đến Nguyễn Ánh, bạn nghĩ gì về nhân vật lịch sử này? Kẻ thù không đội trời chung của vua Quang Trung, cõng rắn cắn gà nhà. Một ông vua Gia Long lên ngôi vương mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, hay một nhân tố có công trong việc thống nhất đất nước. Trong khi nhiều nhân vật lịch sử được nhìn nhận rõ ràng qua thành công hoặc thất bại của họ, Nguyễn Ánh lại khiến chúng ta phải đặt câu hỏi: ông thực sự đã có những đóng góp quan trọng cho đất nước, hay đơn thuần là một kẻ gây bao mối hiểm họa cho dân tộc từ những quyết định đầy sai lầm của mình? Vậy đâu là chân dung thực sự của Nguyễn Ánh? Hãy cùng Spyroom tìm hiểu ngay sau đây. Quá khứ của kẻ phản diện. Quay ngược lại quá khứ đến thế kỷ thứ 18, vào một ngày mùa xuân của năm 1777, Nguyễn Huệ lãnh đạo đoàn quân Tây Sơn đánh thẳng vào Gia Định, nơi trú ẩn của chú Nguyễn. Và đó là lúc cuộc tàn sát bắt đầu. Cả một hoàng tộc, từ Định Vương Nguyễn Phúc Thuần, Tân Chính Vương Nguyễn Phúc Dương và cháu trai Nguyễn Phúc Đồng, cho đến hàng chục người khác đều không qua được sự tấn công của nhà Tây Sơn. Chính trong cuộc truy sát đó, chỉ có một thành viên duy nhất chạy thoát, kẻ hoàng tộc cuối cùng của nhà Nguyễn, đó chính là Nguyễn Phúc Ánh, hay còn gọi là Nguyễn Ánh, lúc này vừa mới lên 15. Một thanh niên đang sống trong tầng lớp quý tộc, chứng kiến tất cả người thân của mình chết dưới tay Tây Sơn, rõ ràng là một nỗi uất hận không thể diễn giải. Trong vòng 5 năm sau đó, khi chỉ tầm mười mấy đôi mươi, trong khi những người hậu thế cùng độ tuổi của Nguyễn Ánh chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, thì ông đã tạm giữ chức nguyên soái, thể hiện rõ tầm nhìn chính trị của mình khi sắp đặt việc quân, quản lý hành chính, lập mối ban giao với Chân Lạp. Chưa biết việc làm của ông đúng hay không, nhưng rõ ràng Nguyễn Ánh đã biến cái tên của mình trở nên ăn sâu bén rễ trong lòng dân đất Gia Định. Bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Trong thời kỳ nhà Tây Sơn nắm quyền, quyền lực được chia đều cho ba anh em với khu vực lãnh thổ khác nhau. Sự phân chia quyền lực này giúp Tây Sơn duy trì sự kiểm soát và chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài cũng như các cuộc nổi dậy từ bên trong. Dù sự phân chia quyền lực giữa ba anh em nhà Tây Sơn chỉ là một phần trong bức tranh lớn của một thời kỳ lịch sử đầy biến động và thay đổi, song điều này cũng dẫn đến việc lòng dân không chung một hướng. Thời điểm đó, không phải dân nào cũng theo Tây Sơn. Một trong những yếu tố khách quan giúp Nguyễn Ánh khôi phục vương triều thành công đó là sự ủng hộ của nhân dân vùng đất Gia Định cùng một bộ phận người Hoa. Vậy thì có thể thấy là Nguyễn Ánh trong thời kỳ lịch sử không hoàn toàn là một kẻ phản diện, chỉ có tội với đất nước. Để đánh giá hoặc nhìn nhận một ai đó, thì ngoài dựa trên hành động, chúng ta cũng nên nhìn sâu vào động cơ để lý giải cho những lựa chọn của đối tượng. Xét về hành động, rõ ràng Nguyễn Ánh sai 10-10 rồi, cái này là không thể bàn cãi. Thậm chí, nếu đời sau có chia thành hai phe tranh luận mãi về công trạng, thì cái tội của Nguyễn Ánh đáng để sử sách và người đời sau lên án nghìn năm. Nhưng hôm nay, hãy thử đổi từ góc nhìn của người ngoài cuộc, người đời sau nhìn về người lịch sử sang góc nhìn của chính Nguyễn Ánh, để ta có thể hiểu hơn về một con người đầy phức tạp và mâu thuẫn, qua đó có một bức tranh toàn diện hơn về nhân vật này. Tội của Nguyễn Ánh thì đã ghi rõ trong sách sử, nhưng có thật những điều ấy xuất phát từ tâm địa con người ông? Những tội trạng của Nguyễn Ánh. Cõng rắn cắn gà nhà. Nhắc đến Nguyễn Ánh thì cái danh cõng rắn cắn gà nhà đã dí ông đến tận ngàn đời sau. Vì đúng là Nguyễn Ánh cõng rắn thật, không phải một lần mà tận ba lần. Lần một, Nguyễn Ánh chơi một pha phản lưới nhà mang đậm tính lịch sử khi nghĩ ra sáng kiến nhờ Pháp viện trợ đánh nhà Tây Sơn. Giám mục Bá Đa Lộc với tư cách là đại diện của Nguyễn Ánh đã ký với Thượng thư Bộ Ngoại giao Pháp một bản hiệp ước tương trợ tấn công và phòng thủ, thường gọi là Hiệp ước Versailles. Trong đó, quân Nguyễn Ánh chấp nhận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam. Mỗi năm sẽ đóng trả cho Pháp một chiếc tàu giống với loại tàu Pháp viện trợ, đồng thời cung cấp lương thực và quân nhu thiết yếu cho Pháp khi Pháp có chiến tranh với một nước khác ở khu vực Viễn Đông, để đổi lấy 4 chiếc tàu chiến cùng 1.200 bộ binh, 200 pháo binh và 250 lính da đen. Việc này cho đến gần đây đang được các nhà sử học xét lại. Liệu đó là do Bá Đa Lộc chủ ý dàn dựng, soạn ra các điều khoản đặc biệt có lợi cho phía Pháp trong hiệp ước dưới danh nghĩa Nguyễn Ánh, hay sự thật chính Nguyễn Ánh đã cầu cứu như lịch sử trước này đã ghi? Bởi người thường nhìn vào cũng khó chấp nhận một hiệp ước bất bình đẳng như thế này. Nhưng tạm thở phào vì mọi thứ lúc này chỉ dừng lại ở việc trình bày ý tưởng, bởi phía Pháp sau đó cũng đã loạn xà ngầu lên với nội bộ quốc gia, thành ra từ chối đưa binh sang giúp. Số quân Pháp sau này có hỗ trợ cho quân Nguyễn Ánh thì đều là nhóm người tự nguyện theo sự vận động cá nhân của giám mục, chứ không liên quan gì đến triều đình. Dù cho kế hoạch này bị hủy bỏ, hiệp ước Versailles đã tạo thành một nghiệp chướng cho triều đình nhà Nguyễn,
khiến hơn nửa thế kỷ sau, nước Pháp luôn hoài nghi và nuôi hy vọng hão huyền về những quyền lợi tại Việt Nam mà họ đã nghĩ lý ra là họ đã được nhận. Sau này, tác giả Forge chép truyện Bá Đa Lộc có kể rằng, nếu lúc ấy chính phủ Pháp sẵn sàng giúp đỡ ông Bá Đa Lộc, thì ông ấy đã giúp cho nước Pháp hoàn thành cuộc bảo hộ ở An Nam ngay từ cuối thế kỷ 18, để sau khỏi phải dùng đến chiến sự mới xong công việc. Và phàm việc gì nghĩ mà chưa thể hoàn thành thường khiến người ta bức rứt. Nên ngay lúc Pháp từ chối, Nguyễn Ánh đã chuyển sang cầu cạnh người anh em láng giềng là Simla. Con rắn thứ hai này có vẻ trơn tru hơn vì Nguyễn Ánh cũng có quan hệ với Simla từ trước. Chuyện là trước đó, để cứu Chân Lạp, quân Nguyễn Ánh có sang khống chế quân Sim. Nhưng ngay trong giai đoạn căng thẳng đó, nội chiến bên Sim lại diễn ra phức tạp. Vua Sim lúc này không biết lý do gì bắt giam vợ con của một quân tướng được cử sang đánh Chân Lạp. Thế là ngừng việc tranh chấp Chân Lạp, quân Nguyễn Ánh bắt tay với vị tướng này qua phụ dẹp ông vua kia. Rồi ông tướng ấy sau này lên làm vua, mối quan hệ của Nguyễn Ánh với Sim từ đó từ thù hóa thành bạn. Nhiều lần Simla cứu Nguyễn Ánh khỏi sự truy đuổi của nhà Tây Sơn và cho Nguyễn Ánh tá túc ở nước mình. Trước quân của Nguyễn Ánh phụ Sim đánh Sim, nay cầu viện ngược lại xem như là công bằng. Nhưng nước đi mà Nguyễn Ánh có lẽ không ngờ tới là khi Sim đến An Nam thì chúng tự do cướp giật, cưỡng hiếp phụ nữ, cướp bóc tài sản, giết bừa không tha già trẻ. May là Nguyễn Huệ và nhà Tây Sơn sau đó cũng dẹp được đống mà Nguyễn Ánh bày ra bằng một trận chiến đi vào lịch sử ở trận Rạch Gầm Xoài Mút. Đó là chưa kể thêm lần quân Thanh qua đất Việt với lý do bảo vệ nhà Lê. Nguyễn Ánh lập tức đưa thuyền chở gạo ra tiếp tế cho nhà Thanh, nhưng giữa chừng có biến ở biển nên không tiếp viện được. Lịch sử Việt Nam ngoài Gia Long Nguyễn Ánh có thể là chỉ có Lê Chiêu Thống là dẫn đường cho ngoại quốc tiến đánh nước mình. Tuy nhiên, thời Nguyễn Ánh ở phương Đông chưa thật sự tồn tại cái gọi là tinh thần dân tộc như chúng ta hiểu bây giờ. Lúc đấy, tư tưởng chủ đạo vẫn là đất của vua, vua muốn cắt là quyền của vua. Việc xin cứu viện rồi cất đất có đồng nghĩa với việc đánh mất độc lập dân tộc không thì thật sự chưa trở thành hai mặt của một vấn đề. Ở thời đại đó, tư duy như Nguyễn Ánh là không lạ, nhưng nó là con dao hai lưỡi. Khao khát mong khôi phục vương nghiệp đã khiến ông ta có hành động đi ngược lại với quyền lợi quốc gia, dù trong thâm tâm ông ta chẳng ưa gì ngoại quốc. Thậm chí sau này còn cố thoát khỏi ảnh hưởng và âm mưu áp chế của họ. Tội có ở đó, nhưng cũng đừng cho rằng vì hành động trưng cầu viện trợ của Nguyễn Ánh dẫn đến việc thực dân Pháp sang Việt Nam vào những năm sau đó. Rõ ràng là Pháp không thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hiệp ước, nên cơ bản thì nó chỉ là tờ giấy lộn về mặt pháp lý. Đặt thử một giả thuyết, nếu Nguyễn Ánh không tranh thủ sự giúp đỡ của Pháp chống lại Tây Sơn cuối thế kỷ 19, thì liệu hơn 60 năm sau đó, Việt Nam có chắc chắn tránh được một loạt đại bác của thực dân Pháp hay không? Các sự kiện này có liên quan ở một mức độ nhất định, nhưng về bản chất không phải là quan hệ nhân quả, không mang tính quy luật, không phải vì có cái này nên mới dẫn đến cái kia. Lịch sử thế giới thời kỳ này là những cuộc chiến tranh giành thuộc địa của tư bản. Một điều tất yếu là những nước yếu thế, nhiều khả năng bị thôn tính, dù có ai đó cõng rắn về hay không. Nhưng Nguyễn Ánh đâu phải chỉ bị nhắc tên bởi bao nhiêu đó chuyện. Việc làm có thể được coi là hung quân của chú Nguyễn chính là việc sau khi lên ngôi đã trả thù nhà Tây Sơn quá nghiệt ngã, đặc biệt là với quan trung Nguyễn Huệ, người được ghi danh là anh hùng lịch sử của nước nhà. Trả thù tàn độc nhà Tây Sơn. Hễ ai là bà con tộc thuộc của Tây Sơn ra khai báo sẽ được trọng dụng bổ làm quan. Theo sách Những khám phá về Hoàng đế Quang Trung của Phó giáo sư tiến sĩ sử học Đỗ Bàng, vụ tàn sát dòng dõi Tây Sơn của vua Gia Long được các bô lão truyền rằng, sau khi nghe chỉ dụ của nhà vua, các tộc thuộc Tây Sơn ở Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, tưởng thật đã ra khai báo. Nhưng không ngờ tất cả đều bị bắt và bị giết. Hiện nay, có 24 gia đình gốc họ Hồ đều có người chết trong ngày đại tang Tây Sơn, kỵ vào ngày 20 tháng 10 âm lịch hàng năm. Theo tài liệu của Bisfashe, trước khi nhận lãnh cái chết thảm khốc, anh em vua Quang Toản còn bị bắt phải chứng kiến cảnh lính tráng tiểu tiện vào sọt đựng hài cốt của cha, tức Nguyễn Huệ, và bác, Nguyễn Nhạc, trước khi hài cốt bị đem giã nát rồi vứt đi. Trong quốc sử quán Triều Nguyễn còn ghi rõ, tháng 11 năm Canh Thân, tức tháng 12 năm 1801, phá hủy mộ Tây Sơn Nguyễn Huệ, bổ xăng, phơi thay, bêu đầu ở chợ. Con trai, con gái, họ hàng và tướng hiệu, 31 người đều bị lăng trì cắt nát thay. Sách Đại Nam Thực Lực chính biên chép, Quan Toản và những người con khác của Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ là Quan Duy, Quan Thiệu và Quan Bàn bị năm voi xé xác, đầu bị bỏ vào vò và giam trong ngục. Quan Tự, Quan Điện, Nguyễn Văn Trị, rồi các con của Nguyễn Nhạc gồm Thanh, Hán, Dũng bị giết ngay sau khi bị bắt. Chưa kể 31 người có quan hệ huyết thống với Nguyễn Huệ đều bị xử lăng trì. Một cuộc báo thù người sống không đành, người chết không tha, và dường như Nguyễn Ánh chẳng hề có ý che đậy. Theo phân tích của các sử gia,
Cuộc báo thù này có nhiều nguyên nhân. Trong các đánh giá về sau của sự việc này, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Nguyễn Ánh đã thực hiện trả thù quá tay, giết hại nhiều người không liên quan và đôi lúc rất tiểu nhân. Thực tế có thể thấy, Gia Long lên ngôi là nhờ chiến thắng sau cuộc nội chiến với nhà Tây Sơn, chứ không bằng một cuộc chiến chống giặc ngoại xâm, vang danh lịch sử như các vương triều trước. Sự lên ngôi không chính danh này khó tránh khỏi những xung đột trong quá trình Gia Long Nguyễn Ánh cai trị. Ở phía Nam thì nhiều người nhớ nhà Tây Sơn, còn dân phía ngoài vẫn mang tâm tư Hoài Lê sâu đậm. Trước đây, nhiều người Bắc Hà ủng hộ Nguyễn Ánh đánh Tây Sơn vì họ mong khi thắng trận, Nguyễn Ánh sẽ khôi phục ngôi vua cho nhà Lê, như cách tổ tiên Nguyễn Kim của ông từng làm. Việc Gia Long lên ngôi khiến nhiều người phò Lê vỡ mộng. Tư tưởng này còn dùng để kích thích các cuộc nổi dậy chống lại triều đình nhà Nguyễn ở miền Bắc mãi mấy chục năm sau. Màn ra đòn đầy tàn nhẫn, trực diện và công khai này như một sự ra uy ngầm khẳng định của Nguyễn Ánh với những kẻ chống đối. Đất nước đã bước sang một vương triều mới và tất cả phải quy thuận, bằng không thì hãy nhìn những tấm gương trước đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả lý do khiến nhà Tây Sơn bị Nguyễn Ánh thanh trừng nặng nề và tan bạo như vậy. Bởi lui về vài chục năm trước, đó là hoàn cảnh mà đứa trẻ 15 tuổi phải chứng kiến về kết cục của gia tộc mình. Đang từ vương triều chính đời gây dựng, bỗng nhiên bị trút ngôi, bản thân phải lưu lạc nếm mật nằm gai, tha phương khắp nơi 20 mấy năm. Gia đình dòng họ bị giết gần hết. Cha của Nguyễn Ánh bị đem hài cốt lên, đổ xuống sông. Món nợ ấy tuy nhẹ vật chất nhưng nặng tâm linh và đạo đức, khó có thể quên. Hành động tàn nhẫn của Nguyễn Ánh gây ra với nhà Tây Sơn khó chấp nhận được khi ta nhìn nhận lịch sử một cách bao quát. Nhưng với Nguyễn Ánh, đây là việc làm đúng đắn, là xóa nợ tất cả cho vương triều của ông, cha ông và chính ông. Chế độ cai trị bảo thủ. Tội của Nguyễn Ánh ghi dấu trong lịch sử nhiều, trải từ trước khi lên ngôi, khi vừa lên ngôi và cả sau khi lên ngôi. Chỉ trong 18 năm cai trị, dưới thời Gia Long đã có khoảng 90 cuộc khởi nghĩa nổ ra trên cả nước. Chế độ cai trị bảo thủ là một trong những điều người dân bất mãn dưới thời Gia Long. Từ khi lên ngôi, Gia Long xóa bỏ các cải cách tiến bộ của triều Tây Sơn để thay bằng việc áp dụng các chính sách cai trị phong kiến của nền giáo dục nghiêm khắc theo phong cách Nho giáo chính thống. Thời Nguyễn Ánh, ông thiết lập chế độ tam vô rất độc tài, không lập trạng nguyên, không tể tướng và không hoàng hậu. Tất cả quyền lực tập trung vào vua. Về đối thoại, một mặt ông ra uy với quân Xiêm, cùng nhau chia ảnh hưởng với dân Lạp. Mặt khác, ông cấm người Pháp đồn trú, hạn chế giao thương và chỉ cho một số chức quan hữu danh vô thực. Ngoài ra còn tỏ ra nghi ngại, từ chối việc nước Anh xin mở cửa hàng buôn bán, không giao thương với nước Anh, đồng thời đặt yêu sách với Mạn Thanh, cấm thương nhân người Việt buôn bán với ngoại quốc. Càng về cuối đời mình, chế độ cai trị của Gia Long càng đến mức cực đoan. Rồi đến các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, tiếp đó cũng vậy. Việt Nam bị đóng khung chết cứng trong thiết chế phong kiến tập quyền cổ điển, lạc lõng và cô đơn. Gia Long phòng bị và đa nghi như thế bởi ông hiểu rõ trước đây, việc nhờ viện binh từ ngoại quốc là một hành động đầy đe dọa đến việc bảo toàn lãnh thổ, nên khi nước nhà tạm hòa bình, Gia Long mới nhìn nhận và tìm mọi cách để giảm rủi ro từ những việc mình đã gây ra trong quá khứ, dù có phần hơi cực đoan. Thêm nữa là, trước tấm gương của Ấn Độ và Singapore sờ sờ ra trước mắt, bị Anh chiếm làm thuộc địa, vì để Anh lấn quá sâu, Gia Long Nguyễn Ánh hẳn nhiên vô cùng lo sợ. Đặc biệt khi xưa, ông còn 3-4 lần mời ngoại quốc về nước. Ít nhất thì Gia Long đã làm mọi cách để giữ được độc lập và toàn vẹn lãnh thổ dân tộc trong thời đại Nho giáo đó của ngài. Và trong thời Gia Long thì không ai động được vào Việt Nam. Cái ngày mà Gia Long mất, ông bảo Minh Mạng rằng: "Con hãy cư xử lịch sự với người Pháp, nhưng cần cẩn thận với họ." Việc nhà Nguyễn là triều đại bị Pháp xâm lược là một vấn đề liên quan đến thời đại, không phải vấn đề cá nhân. Nhà Nguyễn sau này mất nước là vì tư duy quá trì trệ và thiếu đổi mới, chứ không phải họ không yêu nước. Nhưng nếu chỉ toàn là tội thì nhân vật Nguyễn Ánh đã chẳng khiến người ta tranh cãi và bàn tán nhiều như vậy. Cuộc đời ông là một loạt hành trình thú vị, tội nhiều mà công cũng có. Những đóng góp của Nguyễn Ánh. Sống dai thành huyền thoại. Bạn nghĩ như thế nào là một người may mắn? Trúng việc lót, có nhà, có xe, có địa vị, tiền bạc, gái đẹp xung quanh. May mắn phết đấy. Nhưng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu bạn không còn sống để sở hữu, đúng không? Vậy nên, việc thoát chết có lẽ là may mắn nhất đời của một con người. Như Frank Slack, người được mệnh danh là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới, khi thoát chết 7 lần khỏi tai nạn máy bay, tàu hỏa, xe buýt, ô tô. Nhưng Frank Slack chắc phải gọi Nguyễn Ánh là cụ, bởi so với 7 lần thoát chết của người đàn ông này, thì 18 lần thoát chết của Nguyễn Ánh có thể nói là huyền thoại. Việc ấy kỳ diệu đến nỗi mà sau này có rất nhiều giai thoại đề cập đến sự may mắn của ông,
khi suốt mấy mươi năm lăn lộn, hơn tên mũi đạn không bắt kịp ông, bệnh tật hiểm nghèo không gõ cửa buồn ông. Tây Sơn, Nguyễn Huệ hay cả thần chết thì cũng đầu hàng trước sự may mắn của Nguyễn Ánh. Kẻ nào suýt chết thì sẽ sống rất dài. Câu này chắc chắn sẽ là ứng với Nguyễn Ánh. Và nhờ sự sống dài thành huyền thoại ấy, số phận đã chọn Nguyễn Ánh là người có công thống nhất đất nước. Sẽ có ý kiến cho rằng Quang Trung Nguyễn Huệ và nhà Tây Sơn mới là người có công trong việc củng cố và hoàn tất thống nhất đất nước sau bao năm nội chiến và chia cắt, đồng thời cũng đã đập tan âm mưu đánh chiếm nước ta của các thế lực ngoại bang. Nhưng số phận không chọn Quang Trung vì đã lấy đi sinh mệnh của ngài quá sớm. Và trong thời Tây Sơn, dù quân Tây Sơn thắng trận từ Bắc chí Nam, nhưng ba anh em Nguyễn Huệ, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ xưng vương một miền nên không khỏi hậu họa chia rẽ về sau. Nên hoặc là Quang Trung tàn bạo hơn, hoặc cần một kẻ đứng ngoài dọn sạch để đất nước thống nhất. Nhưng như đã nói ở trên, số phận không chọn Quang Trung. Cái người xưa gọi là khí số chính là vai trò lịch sử. Khi nhà Tây Sơn hết vai trò lịch sử tất phải chọn ai đó. Không người này thì người khác, đứng ra dọn dẹp đống đổ nát để xây dựng trên nền tảng quốc gia ngôi nhà mới. Và lịch sử đã chọn Nguyễn Ánh. Không chỉ thống nhất mảnh đất chữ S nối liền từ Bắc chí Nam, tên nước Việt Nam cũng chính là do ông trực tiếp đặt ra. Nguyễn Huệ trồng cây, Gia Long hái quả. Nói tóm lại, cả Quang Trung và Nguyễn Ánh, hai con người của hai triều đại, đã có những hành động theo mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau để đưa đến sự thống nhất và phát triển của đất nước. Con người Nguyễn Ánh với thuộc hạ. Một mình Nguyễn Ánh thì không thể chống lại nhà Tây Sơn. Công cuộc sống dai của Nguyễn Ánh cũng càng không thể may mắn được như thế nếu ông không có cho mình những thuộc hạ trung thành và xuất chúng. Nếu nhà Tây Sơn có những vị công thần sẵn sàng xả thân như Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu, Ngô Văn Sở, thì Gia Long cũng có tài dụng tướng, rất nhiều tướng tài trung thành hết mực như Phan Văn Trị, Ngũ Hổ Tướng gồm Nguyễn Văn Trương, Nguyễn Văn Nhơn, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Huỳnh Đức, Trương Tấn Bửu, cùng nhiều anh tài sẵn sàng liều chết vì ông. Nếu đánh giá một vị vua theo cách bề tôi tận trung, thì Nguyễn Ánh thưởng phạt công minh và rõ ràng. Sau khi lập quốc, Gia Long cũng không quên truy tôn, tặng thưởng các công thần theo phò vua khai quốc, thu dùng con cái, họ hàng của các tướng sĩ bỏ mạng trao cho quan chức hoặc cho miễn binh đao trọn đời. Sau đó sai Trấn Phi Ngang chọn đất xây nền, đặt tên là đền Hiển Trung, thờ những công thần, lại sắc cho bộ lễ, bàn định điển lễ thờ tự, hàng năm xuân thu làm lễ tế, đặt phu cơ đền 25 người. Đối ngoại tốt, mạnh quân sự. Bốn lần đại bại trước Quang Trung Nguyễn Huệ, kể cả phải nhờ ngoại bang trợ giúp. Xét trên bình diện quân sự, Nguyễn Ánh không có tuổi với Nguyễn Huệ. Nhưng cần phải làm rõ điều này, ông chỉ không phải là đối thủ của Nguyễn Huệ, chứ ông không thua Tây Sơn. Dù tầm vóc quân sự của Nguyễn Vương là chưa đủ để chấm dứt Trịnh Nguyễn phân tranh hay đẩy lùi ngoại bang hai đầu đất nước, Quang Trung đã làm việc đó thay cho, nhưng không thể vì thế mà kết luận Nguyễn Ánh là người bất tài, chỉ biết dùng ảnh hưởng từ bên ngoài. Sau khi lãnh thổ thống nhất, Nguyễn Ánh cũng có công trong việc khẳng định chủ quyền biển đảo khi ông liên tục áp đảo tại các đảo lớn nhỏ Việt Nam. Phương Tây cũng khẳng định Nguyễn Ánh là người đã sáp nhập Hoàng Sa, Trường Sa vào lãnh thổ. Gia Long cũng đưa ra chính sách lấy sản xuất nông nghiệp làm trọng trên cơ sở số lớn đất đai phì nhiêu nhưng lại bị bỏ hoang nhiều vì cộng đồng di dân chưa định hình và chiến tranh liên miên ở vùng Gia Định, biến miền Nam thành nơi sản xuất và xuất khẩu lúa gạo ra toàn Đông Nam Á để đổi lấy các sản phẩm công nghiệp phương Tây. Trong lịch sử Việt Nam thì Nguyễn Ánh là người đầu tiên có quan hệ hợp tác với phương Tây khá toàn diện và có bài bản trên các phương tiện quân sự, ngoại giao, kinh tế và chính trị mà trước đó chưa một nhân vật lịch sử nào thực hiện. Nhiều lần từ thù hóa bạn với nhiều khu vực. Ngoài ra, ông còn áp dụng chính sách luân chuyển binh luôn theo tướng để đảm bảo khả năng chỉ huy luôn ở mức tốt nhất. Về mặt đối ngoại, Gia Long giữ thái độ lạnh nhạt với ngoại bang nhưng không cự tuyệt hoàn toàn với họ. Với người Pháp, ông vẫn tiếp tục những biểu hiện tỏ ra thân mật. Ông trả công hậu hĩnh cho những người đã từng theo giúp mình. Một số sĩ quan người Pháp cũng được làm quan trong triều đình Huế với những ưu đãi đặc biệt. Về mặt hình thức, vua Gia Long có những quan hệ tốt với nước Pháp, đối xử với họ như những ân nhân. Chính những biểu hiện đó khiến người ta thường đánh giá Gia Long trong bản chất Nguyễn Ánh, phê phán Gia Long về những hành động khi ông đang còn là Nguyễn Ánh. Do vậy, hình ảnh Gia Long trở nên không tốt đẹp vì sự tồi tệ mà Nguyễn Ánh đã tạo ra trong lịch sử dân tộc. Le Labus còn miêu tả lúc trẻ Nguyễn Ánh mê rượu, nhưng từ khi lên làm chúa, ông bỏ hẳn, không chạm một giọt rượu vì Nguyễn Ánh cho rằng một kẻ không làm chủ được mình thì làm sao có thể cai trị được người khác. Vậy, rốt cuộc Nguyễn Ánh là người như thế nào? Nếu so sánh với kẻ thù lớn nhất của đời ông là Quang Trung Nguyễn Huệ, thì có thể thấy rằng họ đại diện cho những đặc điểm rất khác nhau.
Quang Trung, với tư cách là một thiên tài quân sự, đã lưu tên mình ở những trang sử vàng của dân tộc. Ngược lại, Nguyễn Ánh, dù không đạt đến mức độ thiên tài quân sự như Quang Trung, lại mang một hình ảnh gần gũi đời hơn. Nếu ví Quang Trung là một siêu anh hùng trong thế giới quân sự, thì Nguyễn Ánh lại là một nhân vật phản anh hùng. Đôi khi khôn ngoan, nghị lực và đầy bản lĩnh, có lúc hành động như một người bình thường, ích kỷ, cá nhân để rồi gây ra những sai lầm khó tha thứ trong lịch sử. Tuy nhiên, chính từ những sai lầm và sự mâu thuẫn trong hành động của Nguyễn Ánh, chúng ta có thể nhìn nhận lịch sử một cách khách quan và toàn vẹn hơn. Lịch sử không phải lúc nào cũng chỉ là câu chuyện về những anh hùng. Những quyết định của Nguyễn Ánh đã góp phần tạo nên một lịch sử Việt Nam đầy biến động.